Xin chào quý vị, như vậy đây chính là chiếc Pixel của mình đã lên đường phiên bản Android beta đầu tiên là Android 12. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn có gì mới trên phiên bản này và chúng ta nếu đang có một thiết bị thì có nên nâng cấp hay không. Nhưng câu trả lời của mình là chắc có cái quái gì mới cả. Và hiện tại những thiết bị nào đã lên được rồi thì xin chia sẻ với các bạn đó là những cái phiên bản beta này dành cho máy Pixel hay là một số máy đến từ OnePlus hay là cũng như là Xiaomi, mình sẽ để link dưới anh em tham khảo. Mỗi một chiếc máy này các bạn thể đến ngay cửa hàng XT Mobile, đặc biệt là chúng ta sẽ có một chương trình khuyến mại siêu giảm giá cho lên đến là 3,2 triệu đồng dành cho chiếc điện thoại di động hay là phụ kiện giảm lên tới 1,8 triệu. Tuy nhiên diễn ra trong thời gian có hạn là ngày 21 tháng 5 và các bạn hãy truy cập ngay vào link bên dưới cơ hội mua sắm các sản phẩm này giá tốt nhất tại XT Mobile nhé. Rồi, đi đến với những sự thay đổi lớn, đó chính là khu vực của các cái phím tắt khi bạn vuốt xuống, mọi người thấy không? Toàn bộ các phím tắt sẽ list dạng như thế này và chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng ngay trực tiếp ở trên đây. Bây giờ khu vực thông báo sẽ nhiều thông tin hơn, ví dụ mình chỉ cần bấm vào nó sẽ có như là cụ thể thời tiết hay là các cái thông báo của các cái app khác nó sẽ hiển thị như vậy. Rồi, quay trở về với màn hình home screen, các bạn thấy có gì khác không? Trong khi rõ ràng là chúng ta thấy Google đưa ra cái hình ảnh biểu tượng đồng hồ các thứ trông rất funny và nhiều màu sắc, nhưng đáng tiếc đấy cũng chỉ là phiên ảnh demo thôi, giống kiểu các bạn mua mì tôm về làm quái gì con tôm trong đấy không, thì phiên bản này cũng chưa có bất kỳ một cái tùy chọn nào trong đấy. Khi mà mình vào kiểu và hình nền cũng tương tự như vậy. Nếu như trên cái video mà có chính Google giới thiệu thì nó có thể thay đổi rất nhiều kiểu màu sắc khác nhau, thì hiện tại với phiên bản của mình, ngoài việc đổi màu ra thì gần như nó không cho phép thay đổi các cái icon. Video Google thì cho thay đổi toàn bộ các icon ở trên giao diện hệ thống. Điểm thay đổi nữa là đến từ phần cài đặt, gần như nó giống và học theo phần UI của Samsung. Ngoài ra chúng ta sẽ được nâng cao thêm ở cái quyền riêng tư. Ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là cái phần thông tin quảng cáo thì hiện tại các bạn có thể bật hoặc tắt cái phần thông tin quảng cáo này đi để tránh cái việc là các ứng dụng thì theo dõi. Nó giống như kiểu là trên iOS 14 gần đây thì đã có nâng cấp tính năng này. Và với những cái phần như camera hay là các cái phần ghi âm thì Google bây giờ sẽ có một cái biểu tượng chấm xanh ở góc phải giống tương tự như là trên iOS để báo rằng bây giờ ứng dụng này đang truy cập vào mic thu âm cũng như là camera của các bạn, nhưng đáng tiếc là phiên bản beta này cũng chẳng có luôn. Thì phiên bản này nếu anh em là khoái thì có thể lên, còn lại các bạn nếu mà muốn chờ đợi sự thay đổi nhiều thì phải chờ những phiên bản beta tiếp theo cơ. Đây chỉ là một bản quá là đơn giản luôn. Và các bạn cảm thấy đừng quên like, share bè, và các bạn kỳ vọng gì ở phiên bản Android 12 này và khi nào máy các bạn được nâng cấp hãy comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Và để đây làm gì?